Thì được ra mắt vào khoảng năm 2012. Chào các bạn. Thì Nokia vào cái thời hoàng kim của hãng thì hãng đã cho ra rất là nhiều cái thiết bị độc lạ. Có thể là nó không thành công về cái mặt doanh số, nhưng mà về cái thiết kế của nó thì rõ ràng thì rất là độc đáo, và nó tạo ra một cái nét riêng của hãng. Và khả năng sáng tạo và cái thiết kế của Nokia thời điểm mà đỉnh cao của hãng thì gần như là nó vô cùng, và không có hãng nào vào thời điểm đó có thể so sánh được. Thì điển hình như là cái chiếc điện thoại mà thổi son nè, rồi điện thoại chiếc lá, điện thoại giọt nước, những cái điện thoại mà được bố trí các cái phím nói chung là dị hợm, không giống ai hết, nhưng mà nó là một cái nét riêng của Nokia. Thì hôm nay trên tay của mình cũng là một cái chiếc điện thoại đó, cũng được bố trí các cái phím rất là dị hợm, không giống ai hết. Đó là cái chiếc Nokia X302 Touch and Light. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đánh giá cái thiết bị này. Thì cái thiết bị này đã rất là lâu rồi, hiện tại mình cũng không biết nó còn sử dụng được hay không. Nhưng mà mình sẽ tiến hành đánh giá cái thiết bị này. Vô. Thì chào các bạn, thì hiện nay là trên tay của mình đang là cái chiếc Nokia X302 Touch and Light. Thì cái thiết bị này được ra mắt vào khoảng năm 2012. Thì trong cái thiết kế này, cái thiết bị này là có bàn phím và cái cảm ứng. Cảm ứng này là cảm ứng điện trở chứ không phải là điện dung. Còn về cái bàn phím thì cái điện thoại này nó được cách điệu hơn các bàn phím T9 của Nokia. Nó là cái phím sao thăng cũng như số 0 này nó được đặt khác với các cái điện thoại bàn phím T9 khác của Nokia. Và trên đó nó sẽ có, ở đây nó có cái nút là gọi, và đây là cái nút kết thúc cuộc gọi, cũng như là cái phím tắt để vào nhanh tin nhắn cũng như là nghe nhạc. Thì đây là cái dòng X cho nên khả năng nghe nhạc của nó rất là lớn, đặc biệt là cái phần lo của nó nghe nhạc rất là lớn ở đây. Trên đây là cái phần lo thoại của nó. Thì cái chiếc điện thoại này, cái ngoại hình của nó đã cũ rất là nhiều theo năm tháng rồi. Thì phía trên đỉnh của nó là cái cổng sạc, vẫn còn sử dụng cái cổng sạc chân kim, nhưng mà vẫn có thể sạc được qua cái cổng USB cũng như là cái jack 3.5. thì đây là dòng S thì tất nhiên nó phải có cái jack 3.5 rồi. Thì về cái mặt lưng phía sau thì đây nó được trang bị cái camera là 50 megapixel, nhưng mà camera này không hỗ trợ lấy nét tự động AF mà nó chỉ là cái camera bình thường thôi, ý là nó không lấy nét được, nó chỉ chụp được cái khoảng cách rõ từ nửa thước trở đi, còn nửa thước đổ lại thì nó sẽ không lấy nét được. Và cái logo Nokia nằm ở mặt lưng này, thì cái thiết kế của mặt lưng này là bằng nhôm. Thì đây nó sẽ có hai cái lẫy này, khi chúng ta bóp vào đây thì chúng ta sẽ tháo được cái mặt lưng của thiết bị này ra. Đó, nhôm. Và cái thiết bị này ở đây thì chúng ta sẽ có khe SIM, thì đây mình đang bỏ trong nó là một cái khe SIM nhỏ, nhưng mà thực tế nó sử dụng là cái khe SIM lớn. Kích thước ngày xưa đa số là sử dụng SIM lớn thôi, bình thường thôi, thì nó sẽ full hết cái vị trí này nè. Còn đây là khe cắm thẻ nhớ của nó. Và cái viên pin thì cái thiết bị này nó được Nokia trang bị cho cái viên pin là cái dung lượng rất là nhỏ. Cái viên pin này chỉ là 860mAh thôi. Thì nếu mà cái thiết bị này thực tế nó bán ra thì nó sẽ tặng kèm cái cục sạc, đó là cái nguồn ra của nó là khoảng 1.25, tức là cũng gọi là sạc nhanh của ngày xưa đó. Đây, ở đây thì cái số email của cái điện thoại này thì Made in China, và cái tên của ngày xưa là X302 đó. Cái viên pin này mình nghĩ là theo năm tháng thì nó cũng không có còn tốt nữa đâu, tại vì cái thiết bị này lâu lắm rồi mình mới lấy ra. Nhưng mà đây là một cái, ngày xưa là một cái thiết bị rất là đẹp, nó chạy trên cái giao diện S40, thì nó không phải là hệ điều hành, nhưng mà ngày xưa là S40 là một cái gọi là cái giao diện rất là phổ biến của Nokia. Và một cái khi mà sử dụng cái thiết bị này, có một cái điểm mình không thích, đó là khi cái phiên bản mà cảm ứng của S40 này nó sẽ không cho mình hỗ trợ copy và patch. Ví dụ ngày xưa trên cái thiết bị Nokia 6300, Nokia 6300 thì các bạn có thể copy tin nhắn hay là gì đó, nhưng mà trên đây thì sẽ không còn copy được nữa. Thì
Và cái thiết bị này mặc dù là ngày xưa nó bán với cái giá là 3 triệu mấy chứ không có rẻ đâu, rất là mỏng và thiết kế nhỏ gọn, nhưng mà nó vẫn được tích hợp bên trong là mạng 3.5G tốc độ cao cũng như là kết nối wifi. Thì không biết là cái thiết bị này mở thì còn lên được hay không, thì mình cũng tiến hành mở cho các bạn xem. Thì đó, cái màn hình này nó đã bị gọi là bình yếu luôn. Đây, cái logo nắm tay đặc trưng của Nokia ngày xưa, thì cái màn hình này nó không còn tốt nữa rồi. Bị gì không biết có cảm ứng được hay không. Ồ, không nhận thẻ SIM, hay là cái thẻ SIM này lâu rồi nó không có còn mà sử dụng được nữa. Thì đây, đây là cái giao diện của Nokia S40 ngày xưa. Mặc dù cái màn hình của nó đã hư rồi, nhưng mà các bạn vẫn có thể thấy được là cái đây là cái phím tắt vô vào nhanh tin nhắn này đó. Còn đây là cái vào nhanh cái phần nhạc. Thì cái thiết bị này cũng được trang bị FM cũng như là chụp hình quay phim. Nhưng mà với cái camera 5 chấm mà không hỗ trợ F, nhưng mà ngày xưa mình chụp phong cảnh thì rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chụp phong cảnh trên thiết bị này. Thì cái giao diện ngày xưa nó cũng đơn giản. Đây, ở đây thì mình cảm ứng hết cảm ứng được rồi, cái thiết bị này hết cảm ứng được rồi. Thì cũng khá là tiếc khi mà nó không còn vào bên trong được để cho các bạn xem. Nhưng mà nếu mình nghĩ mà gắn SIM vô thì mình có thể là nghe gọi được trên cái thiết bị này. Tại cái SIM này lâu quá không có xài tới. Rồi, Nokia X302. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.